Cơm ná cao su đứng cạnh cao tốc, hai báo thủ ngứa tay bắn vỡ kính hàng loạt xe khách khiến tài xế hoang mang. Cao tốc Cần Thơ Mỹ Thuận nha mấy anh em ơi, né đường này ra ngay mấy anh em ơi. Bể kiến tài lẻ hết trơn rồi, xe tua rồi, xe cố định gì bị tùm lum nha á. Hồi nãy giờ là khoảng mà mười mấy gần 20 rồi đó nha mấy anh em ơi. Ngày 3 tháng 7, Công an thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long đã mời làm việc đối với hai thiếu niên là PMT, 11 tuổi và NHD, 17 tuổi, dùng ná cao su bắn bi sắt làm vỡ kính hàng loạt xe khách lưu thông trên cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ những ngày gần đây. Theo đó, tối ngày 2 tháng 7, Công an phường Tân Hòa, thành phố Vĩnh Long tiếp nhận tin báo có một xe khách bị người lạ bắn vỡ kính khi đang lưu thông trên cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ. Công an phường Tân Hòa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Vĩnh Long liền tiến hành xác minh. Lực lượng làm nhiệm vụ đến hiện trường xác minh thì phát hiện NHD sinh năm 2007 và PMT sinh năm 2013 cùng ở phường Tân Hòa, thành phố Vĩnh Long đang đi bộ trên đoạn đường gần đó, trên người mang theo ba ná cao su bắn bi sắt, 459 viên bi sắt và hai đèn pin đội đầu. Qua làm việc với công an, cả hai thừa nhận vào tối cùng ngày do buồn quá đã rủ nhau ra đường dân sinh cạnh cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, km 108H3, dùng ná bắn bi sắt vào các xe khách lưu thông trên cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ. Đồng thời, cả hai còn thừa nhận vào tối 27-28 tháng 6 đã dùng ná thun bắn bi sắt vào hàng loạt xe khách khác đang lưu thông trên cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ. Theo cơ quan công an, qua trình bày của D và T, cả hai đi bắn chuột gần khu vực đường cao tốc rồi ngứa tay nên quay qua bắn xe cho vui. Rất may sự việc không gây thương vong về người nhưng khiến các tài xế và rất nhiều hành khách lo sợ, bất an. Hiện cơ quan công an đã cho gia đình bảo lãnh D và T chờ củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật. Công an thành phố Vĩnh Long cũng thông báo đến các tài xế, nhà xe có phương tiện bị bắn vào thời gian nói trên đến trình báo để xử lý theo quy định. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.